Hai xin mến chào cô chú đến với kênh là Đam mê cây cảnh TNCT. Và hôm nay là ngày 7 tháng 5 thì hôm nay con lên clip này để giới thiệu và giao lưu cùng cô chú mình. Đó là một cái lô linh sam hạt gạo và các cây cảnh ở vườn hiện tại ở vườn con có ha. Và trước khi vào video thì con cũng xin cảm ơn cô chú mình đã xem kênh và ủng hộ con trong thời gian qua. Thì nói chung lên clip nào cũng được rất là nhiều cô chú ủng hộ, con cảm ơn rất là nhiều ha. Và bên shop con thì nói chung là bán cây cảnh thì cô chú mình thấy giá hợp lý thì liên hệ ủng hộ con nha. Và trước màn hình cô chú mình đó là một cái lô linh sam hạt gạo. Thì cô chú mình cũng có thể thấy là chi tàn hiện tại của nó kính tàn và nó rất là ok ha. Thì những cây này hiện tại ở vườn con đang giao lưu với một cái giá là từ 110.000 cho đến 150.000 một chậu. Thì những cây này được chiết nhánh và thuần chậu từ nhỏ cho đến hiện tại, thì ở trong chậu toàn bộ hết và được trồng với phân hữu cơ, thì và được cắt tỉa cây từ nhỏ cho đến lớn, cho nên hiện tại tuy cây mini nhưng mà chi tàn nói chung là rất là ok, rất là đẹp ha. Cô chú anh chị mình thấy giá ok hợp lý thì cứ kết nối Zalo xong rồi điện trực tiếp lựa cây hoặc là chụp hình để lựa cây ha. Cây mini có, cây bự có, giá từ 110.000 cho đến 150.000 một chậu thôi. Đó, đây là linh sam hạt gạo nha. Có cây này là siêu mini luôn nè. Thân nó trông đẹp quá. Cây mini nhỏ xíu mà kính tàn ha. Một cốt nha chứ không phải là nhiều cốt ha. Một cốt hết. Rồi, đây là sam hạt gạo. Tiếp theo trước màn hình cô chú mình đó là sam siêu bông. Sam siêu bông thì có những bông hoa rất là đẹp luôn nha. Thì sam siêu bông này ở vườn con đang giao lưu với giá là 40.000 một chậu. Cây nó tương tự như thế này nha. Tí xíu nữa con sẽ ra sau, ở ngoài sau con sẽ quay siêu bông cụ thể. Còn ở đây thì nó ra hoa nên con quay bông, quay hoa để cô chú anh chị mình tham khảo trước ha. Đó, cây tương tự như thế này giá 40.000 một chậu nha cô chú. Thân thì cỡ ngón tay út, chiều cao thì tầm khoảng chừng 40, 50, 60 cm một chậu ha. 40.000 một chậu linh sam siêu bông. Rồi, như trên màn hình cô chú mình đang thấy á, đây là linh sam trắng ha. Linh sam trắng. Và hiện tại linh sam trắng ở vườn con đang giao lưu với giá là 40.000 một chậu. Đây, trắng và trắng tím nha. À, nó muốn ra màu gì nó ra hả? Này là không có ghép, không có làm gì tào lao nha cô chú. Này là linh sam trắng tím tự nhiên. Đó. Tự nhiên ha, chứ không có ghép gì ở đây chẳng ha. Hiện tại là ở vườn con đang giao lưu loại linh sam trắng này với giá là 40.000 một chậu. Đó. Bông trắng tinh khôi rất là đẹp, 40.000 một chậu nha. Cô chú anh chị mình ưng thì alo con qua số điện thoại con để trên tiêu đề luôn. Đó, thân thì cỡ ngón tay út và chiều cao tầm khoảng chừng 40 50 cm một chậu. Linh sam trắng. Rồi. Tiếp theo là linh sam 86. Thì linh sam 86 này ở vườn con có hai loại, cô chú anh chị mình ưng loại nào thì cứ alo. Như cây nhỏ ở bên đây là 45.000, còn cây lớn bên đây là 65.000, để con tả sơ về linh sam 86 nha cô chú. Thì những cây linh sam 86 này được chiết nhánh và thuần chậu, xong rồi được trồng vô một cái chậu nhỏ là C8 hoặc là C9 như thế này. Và từ lúc chiết nhánh trồng cho đến hiện tại con giao lưu á, là khoảng chừng 7 tháng mấy, 8 tháng rồi. Cái chậu nhỏ này ha, chậu 86 nhỏ này, còn chậu bên đây là tới 15-16 tháng nữa nha cô chú. Nói chung là rất là già ha, rất là to luôn. Và chậu 86 này có chậu 1 cốt, có chậu 2 cốt. Và nếu như cô chú mình lấy được chậu 2 cốt như thế này thì về mình sẽ tách được hai cây. Cô chú mình có thể thấy cây nhỏ không? Cây nhỏ nhưng mà nó ra rễ rất là nhiều ha. Về mình tách ra được thêm một cây nữa. Nói chung là một chậu 2 cốt thì mình tách được 2 cây, chậu 3 cốt mình tách được 3 cây, chậu 1 cốt thì chỉ có 1 cây thôi ha. Và cây hiện tại chi tàn này nói chung rất là nhiều. Và cô chú mình làm một cây bonsai mini liền được luôn ha. 45.000 một chậu.
Tiếp theo 65.000 một chậu cũng tương tự như vậy, tùy chậu một cốt hay hai cốt. Như chậu này hai cốt về mình tách được hai cây. Đó, chi tàn rất là nhiều luôn. Ha. Rồi, cô chú mình ưng Linh Sam 86 thì liên hệ con. Tiếp theo là cặn thăng. Cặn thăng này là cặn thăng mini và được quắn củ quái. Hiện tại bên vườn con đang giao lưu giá 65.000 một chậu. Cặn thăng mini củ quái ha. Nói chung là quắn cái rễ quái đó. Đó, đây. Thân thì cỡ cái giếc bút chì và chiều cao tầm khoảng chừng 20 cm. Cây nào cũng được quắn rễ quái như này thế này hết để làm về làm bonsai mini để bạn ha. Cặn thăng nha cô chú. Rồi. Tiếp theo là Linh Sam Hồng Phấn. Linh Sam Hồng Phấn thì ở vườn con hiện tại đang giao lưu với giá là 50.000 một chậu. Linh Sam Hồng Phấn ha. Đây, 50.000 một chậu nha. Cây nhỏ hơn thế này nha cô chú. Nhỏ hơn. Tại vì đợt trước về cây rất là to và giao lưu hết rồi. Tiếp theo con xin giới thiệu là Linh Sam Tím Than. Chậu tím than nào ta? Đây, Linh Sam Tím Than nha. Linh Sam Tím Than hiện tại ở vườn con đang giao lưu là 70.000 một chậu như thế này. Đây, bông của nó ha. Tím than là tím ngát về luôn nha cô chú. Nè, bông nó tím ngắt luôn nha. Đó, chậu một chậu như thế này là 70.000. Cô chú anh chị mình ưng thì cứ alo. Giá cây giống nó nhỏ xíu như thế này mà giá nó mắc á, là vì chiết nó rất là khó, khoảng chừng 3 tháng nó mới ra rễ ha. Đó, dẫn đến cây nó nhánh chiết thôi cũng rất là mắc rồi. Phần chậu cũng rất là mắc ha, 70.000. Rồi, tiếp theo vườn con xin giới thiệu là Hồng Ngọc Mai. Hồng Ngọc Mai thì vườn con đang giao lưu với giá là 130.000 một chậu. Và cô chú mình có hai sự lựa chọn. Một là lấy chậu nhỏ như thế này, một chậu có hai cốt, về nhổ một phát ra là được hai cây liền. Nó giá cũng 130.000. Rồi, lựa chọn thứ hai là một chậu một cốt như thế này, về mình chỉ có một cây thôi, cũng giá là 130.000. Cô chú mình chọn loại nào cũng được. Đó, Hồng Ngọc Mai nha. Rồi tiếp theo là Linh Sam Siêu Bông. Thì như trước màn hình con giới thiệu đầu tiên đó, là giá 40.000 một chậu ha. Thân thì cỡ ngón tay út và chiều cao tầm khoảng chừng 50, 60, 70, tùy cây. Cây hiện tại rất là tươi tốt và rất là đẹp ha. 70.000 một chậu. Ý con xin lỗi, 40.000. 40.000 ha. Rồi tiếp theo là con xin giới thiệu cũng là Linh Sam Siêu Bông, nhưng mà con giao lưu với giá là 15.000 một chậu. Cô chủ mình có thể mua từ 5 chậu nha, chỉ có 15.000 một chậu thôi. Cây thì thân của nó bự hơn cây giết chì một chút và chiều cao á, tầm khoảng chừng 50 cm trở lại. Đây, cây thân thì bự gần cây giết bút chì nha và chiều cao tầm 50 cm trở lại. Cây hiện tại là đang phát triển rất là ok ha. Nó giá 15.000 một chậu, cô chú mình mua từ 5 chậu con mới ship được nha. Hàng này mua từ 5 chậu con mới ship được. Đó, đây là Linh Sam Siêu Bông. Cô chú anh chị mình ưng thì cứ alo con qua số điện thoại con để trên tiêu đề ha. 15.000 một chậu như thế này, giá rất là rẻ luôn nha. 5 chậu chỉ có 75.000 thôi, cộng với tiền phí vận chuyển. Rồi, tiếp theo con xin giới thiệu là mấy cây phôi này con cũng có giao lưu luôn nha. Cô chú mình cứ kết nối rồi liên hệ con, ưng cây nào thì lấy cây đó. Phôi Song Hinh. Phôi thì nói chung là cây rất là ok, rất là đẹp ha. Đây. Quay sơ qua để cô chú anh chị mình tham khảo trước nha. Đó, ưng thì cứ alo con. Phôi Song Hinh. Bên đây là phôi Linh Sam đa ưu điểm. Phôi mini Linh Sam đa ưu điểm ha. Rễ bọng nó đâu nè.
một cây mini mà rễ như thế này là rất là ok rồi nha cô chú. Linh Sam đa ưu điểm này thì cô chú mình kết nối Zalo nha, giá tùy cây nhưng mà dao động là từ 100.000 cho đến 170.000 là kết thúc ha. Cây đẹp nhất chỉ có 170 thôi. Rồi tiếp theo thì con xin giới thiệu tiếp tục là Sam Hương. Thì Sam Hương này ở vườn con hiện tại đang giao lưu với giá là 35.000 một chậu. Và loại Sam Hương này nếu như cô chú mình mua 10 chậu á là con sẽ bao phí vận chuyển và tặng thêm một cây nữa luôn. Đó, thì thân của nó là cỡ từ ngón út trở lên và chiều cao tầm khoảng chừng 10cm một chậu ha. Đó, những cái cây này á là được con vườn con chiết nhánh thuần chậu và cắt tỉa một lần làm cái đầu lại rồi, và cắt tỉa một đợt cho chi tàn nó nhỏ, lá nó nhỏ là như thế này ha. Và bên vườn con đang giao lưu 35.000 một chậu, con sẽ giao từ ngón danh trở lên, từ ngón danh trở lên ha. Đó, mua 10 chậu là được bao ship tặng thêm một chậu nữa. Rồi Sam Hương giá rẻ, cô chú anh chị mình ưng Sam Hương thì cứ alo nha. Rồi thì vườn con đã lên hết những cái cây kiểng ở bên vườn con rồi, giá rất là mềm, cô chú anh chị mình ưng thì cứ alo con qua số điện thoại 0868 662236 236. Rồi con cũng xin cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem và ủng hộ con trong thời gian qua. Cô chú có ưng cái cây nào á thì cứ kết nối Zalo đi, có gì con sẽ điện trực tiếp hoặc là chụp hình để cô chú anh chị mình coi tham khảo lấy ha. Rồi thì hôm nay cũng là ngày cuối tuần, con xin chúc cô chú anh chị mình có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha. Rồi con xin mến chào.